Thưa quý vị, các bạn, sau 8 năm, nước ta lại ghi nhận ca nhiễm virus cúm gia cầm chủng AH5 trên người. Điều này đã khiến không ít người dân băn khoăn lo lắng. Trong mục dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Hoàng Hùng Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để cùng trao đổi giải đáp những vấn đề mà người dân quan tâm. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông. Liên quan đến ca mắc cúm gia cầm chủng AH5 trên người ở Phú Thọ mới đây, người dân trên địa bàn tỉnh thì quan tâm, muốn biết rõ hơn đường lây nhiễm và mức độ nguy hiểm khi người nhiễm virus này như thế nào, thưa ông? Ở Việt Nam thì chúng ta có chủng H5N1, có chủng H5N6 và các cái chủng H5N8. Thì đường lây truyền chủ yếu của nó có hai đường lây truyền. Đường thứ nhất là đường trực tiếp từ cái con gia cầm mà bị ốm truyền lây trực tiếp sang cái con gia cầm khỏe mạnh và thông qua hô hấp và thông qua trực tiếp vào con đường ăn uống. Đấy, và con đường lây truyền thứ hai là lây truyền qua cái con đường mà gián tiếp, tức là lây qua các cái dụng cụ chăn nuôi, lây qua các cái phương tiện vận chuyển. Và cái bệnh này thì lại lây có thể lây sang người, gây nên bệnh trên người. Và ở cái triệu chứng của bệnh này thì cái thời gian ủ bệnh của nó là rất là nhanh, từ 1 đến 3 ngày và có thể gây chết trên gia cầm tới 100%. Đấy, chính vì vậy mà bà con trong cái quá trình chăn nuôi thì chúng ta phải cẩn thận lưu ý. Và khi mà nó đã lây sang người thì nó có các cái triệu chứng giống với lại các cái triệu chứng của cúm B. Và khi đã lây sang người thì bà con tốt nhất đến các cái cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Còn nếu chúng ta chậm thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Câu hỏi tiếp theo là của một người dân ở huyện Hoa Lư cho biết là vào mùa gặt thì vị khán giả này thường thấy là gia cầm chăn thả ở ngoài đồng rất nhiều. Vậy vị khán giả này muốn biết hiện nay là trong tỉnh đã xuất hiện cái ổ dịch nào hay không và công tác phòng dịch kiểm soát được thực hiện như thế nào khi gia cầm chăn thả tự do như thế, thưa ông? Chúng ta có cái hiện tượng sau khi gặt là vịt nuôi ngoài đồng để tiết kiệm cái lượng thức ăn. Hiện tại bây giờ là dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Chăn nuôi Thú y thì kết hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rồi các cái cơ quan chuyên môn cấp huyện để chủ động giám sát cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm, có lấy mẫu giám sát và khuyến thông tin với bà con để bà con làm sao khai báo dịch. Nếu mà có cái trường hợp gia cầm bị ốm thì sẽ khai báo kịp thời để lấy mẫu. Nếu có dương tính với các cái bệnh về cúm gia cầm thì chúng tôi sẽ thông báo với bà con để bà con có cái biện pháp phòng chống dịch, đồng thời là thông báo với bà con để thực hiện tốt cái công tác khử trùng tiêu độc rồi vệ sinh quét dọn cơ giới. Mà khi tái đàn hoặc là nhập đàn thì phải báo với địa phương để có các cái biện pháp theo đúng quy định của luật chăn nuôi và có các cái biện pháp phòng chống dịch kịp thời và tiêm phòng vaccine định kỳ. Một hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn thành phố Tam Điệp có viết thư về chương trình với nội dung như sau. Như mọi năm thì vị khán giả này là thường thấy là ở tháng 9, tháng 10 thì thú y cơ sở đã tiêm xong cho đàn vật nuôi vụ thu đông. Tuy nhiên đến thời điểm này thì địa phương vẫn là chưa triển khai tiêm, trong khi thì dịch cúm gia cầm thì đã xuất hiện trên người. Vậy thì vị khán giả này muốn biết là lý do tại sao lại chậm triển khai và kế hoạch tiêm vụ thu đông năm 2022 cụ thể như thế nào, thưa ông? Trong những năm gần đây thì tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm thì được tổ chức thành hai vụ đấy, tức là vụ xuân hè và vụ thu đông. Vụ xuân hè thì từ 15 tháng 3 cho đến 31 tháng 5. Đấy, và vụ thu đông thì triển khai từ ngày 20 tháng 9 cho đến 30 tháng 11. Năm nay nó có một cái là chúng ta sẽ tiêm phòng muộn vì cái tổ chức cái đấu thầu trên mạng, nên chính vì vậy cái quy trình của nó có chậm lại so với mọi năm. Và đồng thời nữa cái phê duyệt đấu thầu nó cũng cái quy trình nó hơi phức tạp, nên chính vì vậy mà có chậm lại, vaccine có chậm lại so với mọi năm. Nhưng cái tiêm phòng đây chủ yếu là ở các hộ chăn nuôi nông hộ, còn cái chăn nuôi tập trung thì trang trại thì cái này là chúng tôi không cấp vaccine cho các cái hộ chăn nuôi trang trại này, và các hộ trang trại này tự phải lo vaccine và phải tiêm phòng theo cái quy trình sản xuất của người ta. Ví dụ như là vaccine H5N1, H5N6 thì phải tiêm vào cái thời điểm
được 7-10 ngày tuổi đã tiêm đợt 1 rồi. Đấy, còn chủ yếu cái tiêm phòng theo mùa vụ này là phục vụ cho các cái nông hộ. Nên cái này chúng tôi cũng rất mong có vaccine sớm nhất để chúng tôi triển khai. Vâng ạ, thưa ông ạ, để phòng bệnh hiệu quả thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là đối với những hộ chăn nuôi gia cầm thưa ông? Trong chăn nuôi gia cầm cũng như chăn nuôi nói chung thì cái quan trọng là cái chăn nuôi an toàn sinh học. Mà muốn chăn nuôi an toàn sinh học thì trước hết là cái khâu mà chúng ta phải chọn ngay từ cái khâu giống đầu vào, đảm bảo các cái nguồn giống là chúng ta phải đảm bảo cái an toàn dịch bệnh trước. Đấy, cái thứ hai là sau đấy trong cái quá trình chăn nuôi thì chúng ta theo cái đúng luật chăn nuôi thì chúng ta phải khai báo với chính quyền địa phương để chúng ta đăng ký. Và trong cái quá trình chăn nuôi tiếp theo là chúng ta phải cái quy trình chăn nuôi là phải đảm bảo thứ nhất là tiêm phòng vaccine, cái thứ hai là cái thức ăn đảm bảo cái đảm bảo cái dinh dưỡng để nâng cao sức kháng cho con vật. Mà cái quy trình chăn nuôi tiêm phòng vaccine thì cái này đã từng loại vaccine đã được khuyến cáo với bà con thực hiện tốt trong cái chăn nuôi này. Và cái nữa là cái hóa chất khử trùng tiêu độc phải được thực hiện thường xuyên và theo đúng cái quy trình trong cái quá trình thực hiện quá trình chăn nuôi, trước trong quá trình mỗi một cái chu trình sản xuất. Cái nữa là về cái thực hiện 5-0, thứ nhất là chúng ta phải khai báo khi có dịch. Cái thứ hai là không bán chạy gia cầm khi mắc bệnh. Cái thứ ba là không vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm khi có bệnh. Cái thứ tư là không ăn sử dụng các cái sản phẩm gia cầm bị ốm hoặc chết. Cái thứ năm là không vứt xác gia cầm bừa bãi ra ngoài môi trường và đảm bảo các cái vệ sinh tốt trong cái quy trình chăn nuôi. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Hoàng Hùng Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia với chương trình và giải đáp được nhiều vấn đề mà người dân quan tâm.